Rồi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và lại là mình đây, Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Và mình ở đây để trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua page tự học Tarot cùng Thu Anh. Đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua page chiêm tinh cổ học, hoặc là đặt mua đá thạch anh vật phẩm phong thủy qua page tiệm phong thủy của Thu Anh. Và tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Thì ngày hôm nay sẽ là trải bài về dự đoán tình hình công việc, tài chính đối với những bạn đã đi làm, hoặc là tình hình học tập với những bạn đang là học sinh sinh viên. Cũng có thể bạn vừa đi học vừa đi làm đúng không nào? Thì trải bài này dành cho bạn. Trong vòng 3 tháng kể từ khi bạn nghe trải bài này, chứ không phải là 3 tháng kể từ khi video này được xuất bản. Rồi. Để chọn tụ thì sẽ là 3 lá bài Oracle. Tụ 1 là trăng tròn. Tụ 2 là trăng non thiên bình. Và tụ 3 là trăng non nhật thực. Rồi, thế thì tụ 1 nha. Với tụ 1 thì mình thấy đấy là surrender to the divine, tức là bạn cần phải chịu thua trước số phận. Chịu thua trước số phận tức là sao? Thế thì với tụ 1 nhá, mình cảm thấy là trong giai đoạn này bạn đang tìm cách cưỡng lại một cái gì đấy, cưỡng lại sự thay đổi, cưỡng lại dòng chảy của cuộc sống ở khía cạnh công việc, học tập, tài chính. Bạn biết rất là rõ là đã đến lúc cần phải thay đổi rồi, đã đến lúc từ bỏ, đã đến lúc bắt đầu một cái gì đấy rồi, nhưng mà đang có xu hướng cưỡng lại. Ok, không cưỡng được đâu bạn ơi. Hãy chịu thua đi, đầu hàng đi, buông bỏ đi và xuôi theo dòng đi. Ok, đấy là tụ 1. Tụ 2, hành trình mới sắp bắt đầu. Hành trình mới, có thể dự án mới, công việc mới, hoặc là đối tác làm ăn mới. Có thể trong khoảng thời gian tới, trong 3 tháng tới, bạn sẽ ký kết thành công một hợp đồng với một đối tác làm ăn, hoặc đơn giản là bạn là nhân viên, bạn ký hợp đồng với công ty mới, tức là bạn chuyển chỗ làm đó. Rồi, hoặc là bạn renew lại hợp đồng của bạn, và cái hợp đồng mới này lương cao hơn, thưởng cao hơn. Rồi, đó là điều tốt đúng không? Một chu kỳ mới sẽ xuất hiện, sẽ xảy ra trong vòng 3 tháng tới. Cũng có thể một số bạn là đi du học ha. Đấy, một chu kỳ học tập mới. Rồi, và với tụ 3 nhật thực thì mình thấy là sẽ có sự thay đổi tương đối lớn và đột ngột trong vòng 3 tháng tới. Lớn và đột ngột. Và ok, cái thay đổi thường, thay đổi lớn và đột ngột thường thì sẽ đem đến cả cơ hội lẫn thách thức mới, cả bạn mới lẫn thù mới. Phải hiểu điều đấy. Ok, rồi, thế thì bạn có thể chọn tụ dựa trên thông điệp mình vừa mới nói, sở thích của bạn với từng lá bài, hoặc là tụ video chúng tụ nào thì đó là tụ dành cho các bạn. Cũng có thể các bạn nghe thông điệp của cả ba tụ, vì biết đâu được đấy, tổng hợp của cả ba tụ này lại là cuộc sống, là công việc, là học tập, là tài chính của bạn trong thời gian tới thì sao? Rồi, bây giờ mình xin phép được vào tụ 1 luôn cho câu hỏi là dự đoán học tập, công việc, tài chính của bạn trong vòng 3 tháng tới, kể từ khi bạn nghe trải bài. Rồi, xin chào tụ 1, các bạn là những người chọn lá bài trăng tròn, và thông điệp của các bạn đấy là mình đã nói ở phần mở đầu, bạn cần chấp nhận, chịu thua, buông bỏ kỳ vọng, buông bỏ bám chấp về một điều gì đó trong khía cạnh công việc, học tập, tài chính. Lá tiếp theo chúng ta có trăng tròn thiên bình. Ok, bạn yên tâm là kết quả sẽ tốt. Kết quả sẽ tốt hơn bạn kỳ vọng. Có thể bạn đang lo lắng rằng là à, thế nếu tôi buông thì cái đấy nó sẽ thất bại đúng không? Nếu tôi không tập trung vào nó nữa, nếu tôi không làm nó nữa, nếu tôi không nghĩ quá nhiều về nó nữa thì nó sẽ thất bại đúng không? Nhưng không, kết quả không hề thất bại đâu. Kết quả khá tốt. Gọi là thành công rực rỡ thì cũng không hẳn, nhưng mà kết quả sẽ tốt hơn bạn tưởng. Mình lấy ví dụ, tức là có thể một số bạn đang hơi có xu hướng ôm đồm, và bạn tự đặt gánh nặng lên vai mình, và bạn nghĩ rằng nếu mà bạn không cầu toàn, bạn không ôm đồm cái công việc đó
thì công việc đó sẽ không trôi chảy, bạn không dám giao việc cho ai hết. Nhưng bây giờ bạn học cách chấp nhận, sau trả bài này bạn học cách chấp nhận và bạn giao việc cho cấp dưới, cho nhân viên, cho những người khác, cộng tác viên, cho người khác. Và bạn nhận ra là người khác làm ổn hơn bạn tưởng, có khi lại có những ý tưởng mới mà bạn không hề nghĩ ra. Đấy. Thì đó là một ví dụ để cho các bạn hiểu là các bạn chọn cách buông nhưng kết quả lại tốt. Tám xu. Devil. Công lý. Vua xu. Tài chính tiền bạc tốt nhé. Tài chính tiền bạc không có gì để chê đâu. Chuyện tiền bạc tài chính dư giả. Đấy, nếu mà bạn đang nghĩ xem là đang tò mò xem là có kiếm được tiền không thì ok, bạn yên tâm là kiếm được. Tiền của nhá thì sẽ là do bạn, tức là không phải là tiền từ trên trời rơi xuống mà là công sức của bạn bỏ ra thì sẽ có tiền thôi. Bạn bỏ 10 phần công sức thì được 10 hoặc là 11, 12. Đấy, thì đấy là về khía cạnh tiền bạc, tài chính. Rồi. Cũng sẽ có những cái thành tựu nho nhỏ, thành tựu nhỏ ở khía cạnh công việc học tập trong khoảng thời gian tới. Tuy nhiên cái điều mà bạn cần lưu ý đấy là thứ nhất là không có quý nhân trong 3 tháng tới. Bạn là quý nhân của bạn. Thế nên đang muốn biết có ai giúp mình không trong 3 tháng tới thì không. Nhưng mà tự bạn đủ khả năng để giúp được chính mình. Cái điều cần lưu ý ở đây đấy là chúng mình tránh cám dỗ nhé. Bởi vì dính vào cám dỗ thì có thể dính dáng đến luật pháp đấy trong 3 tháng tới. Tham, sân si, hoặc là nó không nặng nề như kiểu luật pháp, thì ví dụ như là bạn quay cóp trong thi cử đi thì bạn sẽ bị phát hiện. Tóm lại là bạn làm cái gì nó mờ ám, nó sai trái, nó không phải là chính đạo, mà bạn làm gì đấy liên quan đến tà đạo, một cái gì đấy không nên làm trong vòng 3 tháng tới thì sẽ bị phát hiện và sẽ bị phạt. Tùy vào cái mức độ nghiêm trọng của những gì bạn làm thì mức phạt lớn hay là nhỏ. Tóm lại là mình cứ chăm chỉ thôi, mình đi đường thẳng, mình đi đường lớn, mình không có đi đường tắt, mình không làm gì sai trái, mình không nghe lời cám dỗ, mình không nghe lời dụ ngon dụ ngọt, thì mọi thứ sẽ suôn sẻ, có thành tựu nhỏ nhỏ thôi nhá, chưa phải lớn. Tiền bạc tài chính dư giả, rủng rỉnh, không có gì đáng lo. Đấy, nhớ cho mình nhá, trong vòng 3 tháng tới. Và buông bỏ một số thứ mà nó không còn phù hợp nữa. Buông có thể là buông công việc, buông một cái lớp học thêm mà bạn cảm thấy không hợp với bạn nữa, buông một thậm chí hiểu theo nghĩa, tức là mình hiểu theo cách hiểu trừu tượng một chút, buông một cái suy nghĩ, một cái lối suy nghĩ, một cái ý tưởng gì đấy trong công việc tài chính, học tập mà bạn biết là không thể tiếp tục được nữa, không thể cố được nữa. Thì khi buông rồi mới nhận ra là mọi thứ không tệ như mình tưởng, mình cứ tưởng buông là mọi thứ sẽ vỡ tan nát nhưng hóa ra là không. Ok, thì đó là những gì mà bạn cần phải lưu ý trong vòng 3 tháng tới ở khía cạnh công việc, học tập và tài chính. Rồi, thế mình xin phép được dừng trả bài ở đây. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình. Bye bye. Rồi, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn là những người chọn trăng non thiên bình. Và như mình nói ở phần mở đầu, đấy là một giai đoạn mới, một chu kỳ mới sắp đến trong vòng 3 tháng tới về khía cạnh công việc, học tập hoặc tài chính. Dĩ nhiên, chu kỳ mới thì sẽ tốt đúng không nào? Ok. Trăng non. Cả hai lá bài đều là trăng non hết. Trăng non là giai đoạn đầu tiên của pha trăng. Là khi pha trăng mới bắt đầu. Và 3 tháng tới là giai đoạn mới của một chu kỳ mới. Giai đoạn bắt đầu của một chu kỳ mới. Và bạn sợ. Bạn sợ đây. Bạn chưa từng làm những thứ, có thể là cái chu kỳ, cái hành trình mới này là có những thứ mà bạn chưa từng thử,
Bạn không biết mình có làm được hay không, bạn không biết kết quả sẽ ra sao, bạn không biết bạn có gặp được quý nhân hay là tiểu nhân. Đấy thì bài chỉ khuyên bạn là vượt qua nỗi sợ của mình đi. Mà không vượt qua thì cũng có làm gì được đâu, bạn sẽ vẫn phải đi trên cái hành trình mới này mà thôi. Đấy, nên là chỉ còn cách đối mặt với nó thôi. Sợ hãi chạy trốn cũng không làm được gì, vì mình thấy là có né được đâu, có tránh được đâu. Có khi với một số bạn đang nghe trải bài này là các bạn đã bắt đầu đi những bước đầu tiên trên hành trình đấy rồi. Sợ để làm gì, lo lắng để làm gì, có thay đổi được cái gì đâu. Nếu mà mình lo lắng, mình phiền lòng, mình ưu tư mà tất cả những cái cảm xúc tiêu cực đấy nó giúp cho hành trình của mình suôn sẻ hơn, giúp cho kết quả của mình tốt hơn thì mình sẵn sàng phiền lòng. Nhưng sự thật không phải như thế, bạn càng phiền lòng thì kết quả lại càng tệ. Hierophant, đại tư tế, một xu, vua kiếm, hành trình mới đúng không nào? Tử thần và chín xu. Vấn đề tiền bạc tài chính cũng không có vấn đề gì nhá. Một xu với chín xu cho thấy chuyện tiền bạc khá tốt, khá ổn và nó sẽ không có những cái khoản lộc lá từ trên trời rơi xuống, nhưng mà thu nhập ổn định trong khoảng thời gian tới. Kể cả khi là bạn bắt đầu một cái gì đó mới nhưng mọi thứ vẫn ở trong khả năng kiểm soát, mọi thứ vẫn ổn định như thế. Và bạn hài lòng, mãn nguyện với chuyện tiền bạc tài chính, với thu nhập của bạn. Đấy, không có vấn đề gì. Cái quan trọng ở đây chỉ là cái việc mà bạn bắt đầu cái hành trình mới này, bắt đầu chu kỳ mới này sẽ mang đến cho bạn rất nhiều bài học mới. Ok, cái này mình hiểu, đó là điều tốt. Sẽ có thầy mới, sẽ có giáo trình mới, sẽ có các buổi tập huấn mới. Và bạn được mở mang đầu óc, bạn học thêm được rất rất nhiều thứ hay ho trên cái hành trình công việc và học tập mới mẻ này của bạn. Tuy nhiên, cái điều cần lưu ý ở đây nằm ở lá bài vua kiếm và tử thần đứng cạnh nhau. Thế thì bạn vẫn còn lưu luyến cái cũ, hoặc là bạn vẫn còn lưu luyến thứ gì đó nó không thể đi cùng bạn trên hành trình mới này được nữa, và bạn buộc phải lạnh lùng, phải tự tay chấm dứt cái cũ đó để toàn tâm toàn ý, trọn vẹn tinh thần trên cái hành trình mới này. Bạn biết bạn cần phải nhảy việc, bạn lưu luyến đồng nghiệp cũ, ok. Đôi khi nó là thế này, bạn phải đi du học. Bạn biết bạn cần phải đi, nó giúp cho bạn mở mang đầu óc, nó giúp phát triển bản thân con người bạn, nó thúc đẩy bạn lên một tầm cao mới, nó giúp cho sự nghiệp của bạn đi lên, tốt cho bạn, không có gì để chê. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải nói lời tạm biệt với người yêu 7 năm chẳng hạn. Đấy, vì người đó không chấp nhận việc yêu xa và người đó cũng không muốn đi cùng bạn. Bạn rất lưu luyến, bạn rất buồn, nhưng mà bạn lựa chọn bản thân và sự nghiệp trong thời gian này. Không có lựa chọn nào là đúng là sai. Người ngoài có thể chỉ trích bạn, cũng có một số người ủng hộ bạn, bởi vì chúng ta đều có quan điểm và cái nhìn khác nhau về tất cả mọi thứ. Thế nên hãy cứ làm gì mà nó đúng với thôi thúc bên trong bạn. Vậy thôi, không có gì là đúng, không gì là sai cả. Mỗi lựa chọn đưa đến, dẫn đến một kết quả khác nhau, chỉ vậy thôi. Đấy, thế thì tóm lại là cái hành trình mới sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng tới, hoặc thậm chí nó đã diễn ra rồi. Cả hai lá bài đều là trăng non đây, một pha mới, một chu kỳ mới xin được bắt đầu. Tài chính, tiền bạc không có gì để lo, cũng có những cái khoản tài lộc từ trên trời rơi xuống. Mình thấy một xu nhưng mà không phải theo kiểu trúng xổ số nhé, tài lộc nhỏ, vậy thôi. Nhìn chung là hài lòng, thỏa mãn khía cạnh tiền bạc tài chính. Chuyện học tập tốt, hành trình mới cho bạn nhiều cơ hội để học tập, có thêm thầy mới và bạn được mở mang đầu óc. Nhưng mà cái điều cần lưu ý đó là bạn sợ, dĩ nhiên mới thì phải sợ, ai cũng thế, mình cũng vậy thôi. Nhưng như mình nói rồi, bạn sợ cũng chả làm được gì, vì bạn
vẫn phải đi trên hành trình này. Và cái thứ hai là phải chủ động, dứt khoát, lạnh lùng và tàn nhẫn. Chấm dứt, kết thúc, bỏ lại sau lưng cái thứ mà bạn không thể đem theo cùng trên hành trình mới. Đó. Vậy thôi, thì đó là trải bài của các bạn tụ hai. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình. Bye. Rồi, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn là những người chọn trăng non nhật thực. Và trong vòng 3 tháng tới sẽ có những cái thay đổi đột ngột, thay đổi lớn, đột ngột, bất ngờ xuất hiện trong khía cạnh công việc học tập tài chính. Và bởi vì nó đột ngột bất ngờ nên nó sẽ khiến cho bạn không kịp trở tay là một. Và nó sẽ đem đến cơ hội lẫn rắc rối, lẫn thù, lẫn bạn mới. Hãy tin vào những điều không thể. Chúng ta có trăng xanh. Đó. Bạn có thể nghĩ là à, cả đời mình chắc sẽ không bao giờ có được cơ hội công việc đấy đâu, cả đời mình chắc sẽ không bao giờ có được cơ hội tiền bạc tài chính đấy đâu, nhưng nó sẽ có. Nó sẽ xảy ra. Mình bảo rồi, nó là bất ngờ và đột ngột và bạn không thể tin được. 10 gậy, rồi thì 9 gậy, ôi trời ơi. Lover. Sức mạnh và ngôi sao hy vọng. Trải bài này 3 lá ẩn chính. Rồi, cái sự thay đổi này, bởi vì nó đến đột ngột đúng không nào, bạn không kịp trở tay, thế nên nó sẽ mang theo rất rất nhiều trọng trách và trách nhiệm đột ngột đè lên vai bạn. Tưởng tượng bạn đang là một nhân viên quèn, vì một lý do nào đấy bạn lên làm giám đốc. Bạn buộc phải làm thôi, vì một lý do nào đấy. Đấy, thế nên mới có cái lá bài hãy tin vào điều không thể. Bây giờ bạn nghĩ rằng là à, mình là nhân viên thì mình phải lên từng bước một rồi mới lên được chức giám đốc. Nhưng không, có sẽ có một cái bước nhảy vọt như thế vì một lý do mà bạn không thể ngờ đến và không tránh được. Đó là số phận, nó là định mệnh. Rồi, thế thì đang yên, đang lành, tự dưng một loạt trách nhiệm, nghĩa vụ đè lên vai bạn. Bạn làm được không? Bạn làm được. Bạn có năng lực để làm. Bạn đủ đầu óc, đủ năng lực để làm. Vũ trụ tính toán hết rồi. Vũ trụ không tự dưng mà giao trọng trách, trách nhiệm cho một người không có khả năng đâu. Bạn làm được, chỉ là bạn không hề nghĩ rằng là mình sẽ làm được. Nhưng cho đến khi bắt tay vào làm, bắt tay vào thực hiện, thì dần dần mọi thứ sẽ ổn. Dần dần mọi thứ sẽ khá lên. Đấy, thì sẽ có người giúp bạn trên cái hành trình, trong cái sự thay đổi này. Mình thấy sẽ có bạn, chứ không phải có thù. Sẽ có bạn mới, với là lover. Sẽ có người đến để giúp bạn. Bạn không phải chịu cái trọng trách này. Tức là người ta sẽ ở cái khoản là trợ giúp thôi, chứ bạn vẫn phải là cái người chịu trách nhiệm lớn nhất. Đấy, giống như việc bây giờ bạn là giám đốc thì ok, sẽ có người tình nguyện làm trợ lý giám đốc, nhưng mà không thể có hai giám đốc trong một công ty. Vậy thôi. Không có lá nào nói về tiền bạc tài chính nên mình nghĩ là nó ổn. Hoặc có thể nó không phải cái khía cạnh bạn quá quan tâm. Hoặc ok, hoặc là nó là cái khía cạnh thay đổi lớn về mặt tiền bạc tài chính. Nhưng nói chung là nó sẽ có... Nếu mà bạn không quan tâm đến tiền bạc tài chính, bạn chỉ quan tâm đến học tập công việc thôi, thì nó sẽ có cái kiểu như mà mình vừa mới nói đó. Đấy, còn bạn là người thuộc về khoản làm việc về khoản đầu tư, kinh doanh. Đấy, thì nó cũng sẽ có cái dạng như mình vừa mới nói. Tức là nó sẽ có một cái kiểu là một cái thay đổi lớn này, đột ngột mà bạn không hề ngờ đến này. Có thể về khía cạnh học tập công việc hoặc là đầu tư của bạn này. Và tự dưng một loạt trách nhiệm đè lên vai bạn này. Sẽ có người hỗ trợ này. Mình chỉ nói hỗ trợ thôi nhá, chứ không làm giúp được. Nhưng bạn yên tâm, bạn đủ năng lực để làm. Nó sẽ mất thời gian đầu để bạn làm quen. Dần dần
khi mọi thứ vào guồng, mọi thứ đâu vào đấy rồi, bạn sẽ thấy ừ, mình làm được, chỉ là bạn sẽ tự hỏi là tại sao mình lại phải chịu những cái trọng trách này. Có thể trước đây nhá, bạn không hề quan tâm, bạn không phải kiểu người tham vọng, bạn không có với cao như thế này. Wow, do số thôi. Số phận định mệnh thôi. Không không lý giải theo cách nào khác được. Nhìn một cách tích cực thì tất cả những thứ này giúp cho bạn, giới hạn của bạn được đẩy đi ra xa. Tức bình thường thì chúng mình sẽ đẩy giới hạn lên chút một đây, một phát đẩy từ bước 1 lên bước 10, sẽ có sự nhảy cóc và chắc chắn sẽ có sự choáng ngợp thời gian đầu, nhưng bạn làm được. Bạn bị buộc phải đi nhanh, bạn bị bắt phải đi nhanh. À, vậy thôi, cố lên. Cố lên thôi, cố lên thôi. Rồi, thì đó là trải bài của các bạn tụng 3. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình. Bye bye.